Hello, mến chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đam mê đồng hồ cho mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay lời đầu tiên cho mình gửi lời chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị các bạn nha. Chúc tất cả quý cô chú anh chị các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe và thành công. Buổi sáng mình mời tất cả quý cô chú anh chị một ly trà buổi sáng tràn đầy năng lượng nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một chiếc đồng hồ mà người mới biết chơi cũng ao ước được có nó, hoặc là người đã chơi nhiều rồi, sở hữu nhiều đồng hồ rồi vẫn khao khát thèm muốn có nó vậy ha. Độ cuộc sống của nó thì toàn cầu khỏi nói rồi, đó là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rolex. Không phải là chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới như Patek Philippe này, không phải là một cái hãng số 1 thế giới như Patek Philippe, mà Rolex là cái độ phủ sóng của nó, cái độ thanh khoản của nó là tốt nhất trên thị trường của chú chị, và doanh thu của nó trên thị trường là đứng số 1 thế giới, cho nên là chiếc đồng hồ này rất được ưa chuộng và được rất là nhiều các tín đồ mê thời gian săn đón nó. Hôm nay mình may mắn sở hữu được một chiếc Rolex này 126233 với vòng size 36 đờ mi vàng vàng quý của chú chị ha. Con này là còn hộp, còn thẻ, còn sổ quý của chú chị ha. Con này là date 2019, máy 3235 chữ cốt 70 giờ, được mua tại Hàn Quốc quý của chú chị ha, được mua tại Hàn Quốc. Thì cái dòng máy 3235 này, đây, hôm qua clip trước á, mình làm về cái clip 3135, thì hôm nay mình cố gắng mình sẽ làm lên cái máy 3235 để quý cô chú chị các bạn mình cùng chiêm ngưỡng mình ha. Xét tổng thể thì chiếc Rolex 126233 này bề ngoài nó cũng y như chiếc 116 quý cô chú chị ha, chỉ có điều là tay càng nó thon gọn hơn, là quý cô chú nhìn cảm giác không, thon gọn hơn, mình nhìn nó có vẻ là nó nhỏ hơn một tí. Cái kia xe 36 mình nghĩ mình mắt mình cái này cũng xe 36, nhưng đập của mình nhìn cảm giác chỉ cái xe 355 thôi, vì cái tay càng này nó nhỏ lại quý cô chú chị ha, nó làm thon gọn hơn. Con này của mình sở hữu mặt số xoàng 69 rất đẹp quý cô chú anh chị, cọc số La Mã ha, La Mã xoàng 69 rất đẹp. Thì cái phần dây, về phần dây đeo thì chúng ta vẫn có dây Jubilee, nhưng mà được cái là ở cái bát gài này, khóa gài này đã là cái khóa gài lớn rồi, không còn là khóa gài của một cái dòng 11 mà nó tràn qua nữa quý vị ha, nhìn rất là hay. Và ở khóa gài này chúng ta có một cái nấc chỉnh nhanh về cho chúng ta biết rằng ví dụ như buổi sáng chúng ta thức dậy tay chúng ta có thể to hơn một tí, chúng ta có thể chỉnh ra một tí rất nhanh, hoặc là thu vô một tí ha quý vị ha. Thì em Rolex này là mang trong mình một trái tim 3235 chỉ có 70 giờ nhà Rolex. Hôm nay mình sẽ mở cho quý vị các bạn xem ha. Trái tim này nó như thế nào. Đây, nó thiết kế hoàn toàn khác rất là nhiều với người em máy 3135 quý chú gì ha. Cũng dây gốc tóc Cobo Chrome hai cầu, nhưng mà nó rất khác, kể cả búa cũng khác ha quý chú gì ha. Và bánh xe tím một thời đâu rồi, đây ạ, nó cũng rất khác luôn, nó cũng là bánh xe tím cũng phủ, nhưng mà nó khác rất là nhiều phải không quý chú gì ha, nó khác rất là nhiều. Đây, mình chào quý cô chú chị các bạn chiêm ngưỡng cận cảnh nó nha. Đẹp không ạ? Đẹp ha. Chiếc Rolex này vẫn là dây tóc Cobo Chrome, vẫn chống từ, chống sốc và cho độ bền gấp 10 lần cái dây tóc khác quý cô chú chị ha. Thì ở trên dòng này Rolex cải tiến lên thì cái gì là cải tiến lên độ chữ cốt của nó quý cô chú chị ha, độ chữ cốt của nó, rồi tinh chỉnh lại tất cả những cái lỗi, ví dụ như là nhanh chậm hay gì, là trên cái dòng đồng hồ mới này nó cái tỷ số mà để mà sai số mỗi ngày quý cô chú chị thì nó chỉ cộng trừ có 2 giây thôi, có thể là đạt bằng không luôn, nhưng đa số là rất là ok quý chú chị ha. Thì hôm nay chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú chị và các bạn với giá chỉ có 268 triệu thôi nha. Một chiếc đồng hồ đến từ Rolex mà xài lướt quý cô chú chị ha. Con này hiện tại thì dây đủ khoảng 70 kg đeo thôi, nếu mà hơn thì chắc phải kiếm thêm mắt dây, vì mình mua nó chỉ còn như thế này. Đây quý cô chú chị bạn xem nha, rất là đẹp không ạ? Đẹp và đẳng cấp cực kỳ nha quý cô chú chị bạn ha. Tuyệt vời. Hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình quý cô chú chị các bạn nha.
Ở thời gian vàng còn còn rất là nhiều những đồng hồ để giới thiệu đến quý cô chú chị, như là chiếc Patek Philippe này 5130 này với giá 1,28 tỷ nữa quý cô chú chị ha. Rất đẹp, rất tuyệt vời nè. Chiếc này những dành cho những ai tay to nha quý cô chú chị nha. Tay to tí giống như mình nè. À, mình 75 kg nhưng tay mình giống như gần tay 80 kg vậy đó. Và bằng tay nông dân, tay lao động cho nên nó hơi to một tí quý cô chú chị ha. Rồi. À, một lần nữa cho mình gửi lời chúc sức khỏe tất cả quý cô chú chị các bạn nha. Chúc tất cả quý cô chú chị các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại nha. À, đừng quên cho mình một like nha. Cho mình một like hoặc một cái bình luận nha. À, để khích lệ cái tinh thần của mình sẽ làm nhiều nhiều clip nữa, nhiều dòng đồng hồ nữa về kiến thức, về những cái cỗ máy của nó, về những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của mình về những chiếc đồng hồ này đến với quý khán giả các bạn ha. Tuy nó là không là cái gì hết nhưng cái đó mình nghĩ cũng quan trọng lắm đó. Nếu mà quý cô chú anh chị các bạn có nhiều cái quý cô chú anh chị các bạn cũng nên biết để không đi vào vết xe đổ của những người đi trước giống như là mình. À, mọi thứ đều phải trả giá bằng tiền nha quý cô chú anh chị nha, chứ không có trả giá bằng lời nói không đâu quý cô chú anh chị. Một bước đi hay những cái sai lầm khi mua những cái đồng hồ mà không đúng hay như thế nào đó đều phải trả giá bằng tiền hết quý cô chú anh chị nha. Bản thân mình trả giá rất là nhiều mới học hỏi được tới ngày hôm nay. À, rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại nha. Xin chào, bye bye.